Tuan. Tu. Tuan. Ai ya. Cháu ai chú nhỉ? Chú cháu à? Chú nhỉ cháu à? Chết cháu ở với chú đây. Chú nhỉ? Ô, bình phải không? Cháu đây. Ui. Cháu bây giờ cháu lớn thế. Ô thế dạo này có sống tốt không ấy? Bố mẹ cháu có thương cháu không? Bố mẹ cháu thương cháu lắm. À. Thế là tốt rồi. Thế đi đi vào nhà đi. Vào nhà đi xong là chú cháu mình nói chuyện. Đi vào đây ngồi. Vào đây ngồi đi. Đấy ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi sao? Ngồi đi. Đấy bỏ cái túi ra nào. Dạo này có học không? Có, cháu đang nghỉ nên cháu xin bố mẹ lên đây thăm chú. À. Ừ, cho chú xem tí nào. Thì bố mẹ vẫn khỏe chứ? Gia đình cháu vẫn khỏe chứ? À. Nghe tốt rồi. Này, mồ toát hết mồ hôi này. Năm nay học được mấy rồi? Năm nay cháu được 7. Được 7 á? Vâng. Ừ, thế là được rồi. Cố gắng nhá. Vâng. Thế là về đây ở với chú vài hôm xong mới đi nhá. Vâng. Rồi vài hôm xong là chú mới cho đi về. Rồi ở đây mấy ngày xong mới về nhá. Vâng. Đấy, dạo này còn béo lên đấy. Được trai rồi. Cố gắng lên. Mấy nữa là lấy vợ. Ở đây tí chú đi bắt gà về mổ ăn nhé. Vâng. Chứ lâu lắm không thấy cháu rồi, nhớ cháu lắm. Vâng. Chú ơi, cháu lên đây cháu không chẳng có gì. Thôi cháu mua cái đồ cho chú. Chú cần lấy đồ cho chú nhá. Còn không có tiền học mà. Không. Có tiền học gì mua cả thạch à? Thạch với sữa à? Vâng. Ôi, chú xin nhá. Vâng. Phải mua sữa, mua thạch cho chú nữa. Thế ngồi đây chú lấy đồ của cháu cất xong là chú đi bắt gà vì chú cháu mình ăn nhé. Vâng. Một chơi nhá. Vâng. Đừng là chú có nhà đẹp đất vợ yên thích thật đấy. Đẹp thế nhỉ. Ừ, hoa lại đẹp thế nhỉ. Như là hoa hồng sao. Vô, thật to rồi đấy. Có nhỉ. Chắc tí đi phải bỏ cho Tuấn cho mấy quả ăn mới được. Ô, chị trông nhiều nhỉ. Lấy cái bát đi. Bát. Cái bát đi. À đây. Rau này tốt quá.
Đấy, mấy cây thì ăn. Vui cho thầy ở trên nhiều dưa quả, cháu hái mấy quả để ăn nhé. Dưa ăn? Vâng. Ở đường mà đây, lấy cái này đi nhau rồi hái mấy quả to to nhé. Vâng. Rau này cũng tốt đấy. Còn bị tốt thế đấy. Được mấy quả ấy? Được nhiều quá. À thế rửa ấy, rửa xong là cháu mang về ăn đi nhá. Vâng. Chị lấy thì cháu cứ lấy nha, cháu rửa. Đây rửa đi. Cháu rửa để ra bên này. Đấy, để như này. Đây rửa từng quả. Lấy đĩa để vào cho. Cháu rửa nhá. Vâng. Chú đi xem con gà đó. Chú ăn chưa đi chú ơi? Ừ, cũng ngồi ăn đi, chú ấy rửa rau đã. Vâng. Có ngon không? Ngon không có. Ăn đi. Vâng. Chú rửa không chưa ăn sao? Tránh nhờ, tránh nhờ. Ăn dưa đi. Mấy trái. Mấy trái thôi.
Rồi, chú có thấy Thiên về thăm chú không? Thiên á? Vâng. Lâu lắm chú không gặp rồi. Chắc là mấy nữa phải đi xem, đi thăm Thiên mới được. Vâng. Em thấy khi nào chị Thiên về thì chú sang đón cháu nhá, cháu cũng nhớ chị Thiên lắm. Ừ. Khi nào chú đi đâm đón Thiên thì chú đi đón cháu luôn. Vâng. Thế lại học hành như nào? Có nhiều giấy khen không? Cháu được học sinh giỏi chú ạ. Sinh giỏi á? Vâng. Thế cũng được. Thế bố mẹ chắc vui lắm rồi. Cố gắng nhá. Vâng. Mà từ đây đến nhà cháu là bao nhiêu km đấy? 10 km chú ạ. 10 cây á? Vâng. Xa thế. Để khi nào chú rảnh thì chú xuống nhà chơi xem nào. Vâng. Chưa đến nhà cháu bao giờ? Vâng. Mai chú không nấu cơm ấy, nhà hết gạo rồi thì mai chú đi sát xong là làm cơm nhá, tí tí đi sát, này, lấy đũa ăn cơm ấy. Chú này chấm muối nhá. Ăn đi nhá. Vâng, cháu xin. Đây, chấm vào chấm muối nhá. Vâng. Ăn đi. Ngon quá. Ăn đi nhá. Còn cái đùi này nữa. Đây, cái này để tí anh cho con chó ăn nhé. Chú cho chó cái này. Chó mình ăn cái này. Đợi tí nhá. Ăn kiểu này thích không? Cháu ơi, dạ. Xong cháu ở nhà trong nhà hộ chú nhé. Vâng. Chú đi lên trên trên này xem làng ở trên này có gạo thì chú đi mua ít gạo thì tí tối mình nấu ăn nhé. Vâng. Nhé. Vâng. Chú sắp xếp đêm chú đi lên trên. Chú đi cẩn thận nhé. Ừ, cháu ở nhà nhé. Vâng. Trong nhà hộ chú nhé. Vâng. Nắng thế nhỉ.
rồi, chứ này chắc mình phải cắt dưa cho nhiều hơn. Chị ơi, chị có bán gạo không? Cho em xem gạo ấy. Gạo này chị bán bao nhiêu? Cân 25 nghìn. Cân 25 ạ. Thế chị cho em 1 cân nhé. Đây em múc cho chị. Nhà hết gạo không còn gạo nữa. Bộ quái chị ạ, tí đổ ấy. Hai cân. Sao cái gai nó chất cứng vậy? Nó thấy đau luôn. Yeah.
Ô, cháu pha mì rồi à? Vâng. Để ăn sáng đi, chú rửa tay ngoài cho cháu nghe ăn sáng đi. Ăn đi nhá. Ăn xong rồi chú cháu mình đi hái đậu đi. Ngon nhỉ? Vâng. Lâu lâu ăn một lần ngon. Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Vâng. Thế lấy chú đi rửa cho. Thôi để cháu rửa cho. Thế cháu đi rửa nha. Vâng. Thế lấy để rửa đấy. Vâng. Có đi nước rồi đấy. Thank you.
kéo này đi cân đấy. Áo dài đây à, áo ngắn à? Thế để ngồi đây, ở đây chú lấy cái áo dài cho mặc nhá, không bị gì nữa. Vâng. Chú lấy cái áo. Vâng, được cháu mặc đó. Xem có mặc vừa không? Đây, đây chú mặc cho à. Áo này cũng vừa mà nhỉ? Vâng. Cũng áo đi. Áo xong là chú ấy cháu đi hái đỗ. Chú sẵn áo chưa? Thôi chú mình, chú cháu mình đi thôi nhỉ? Vâng. Đóng cửa không đi. Cháu lấy cái kéo đấy, cái gùi nhé, kéo cái rổ này, xong là cắt cái đố này nhé. Vâng. Chú cháu đi ra ngay cắt nhé. Đi sang đây cắt đi, để chú cắt đây kìa. Vâng. Nhiều cái đố đẹp thật.
Ui, đường nhiều lắm. Đường mùng cùi rồi. Cháu mình đi về thôi nhỉ? Vâng. Đủ rồi. Dưới có trứng này. Con à, đi về nhỉ? Vâng. Cô ơi, cô lấy đồ, nọ cô bảo lấy đồ ấy. Hả? Không, cái đồ này cháu vừa đi hái về. Đây cô xem, 9 cân ấy. Cân bao tiền? Này cân 8.000 nhé cô. Hơi xấu hay là 5.000 thôi. 5.000 á? Cái này 5.000 á? Vâng. Được, được. Cháu bán 1 cân 5.000. Cô lấy hết chưa? Cô có bao để cháu đổ vào đấy. Anh ngồi 2 cân nhé. À, 7 cân. 3 cân. Vâng. Xin nhé. 20 25 30. Tôi xin nhé. Lại về đến nhà rồi. Chú ơi, ngày mai cháu đi học chắc cháu phải đi về rồi. Cháu đi về bây giờ á? Vâng. Thế đợi chú làm cơm ăn á? Tại tôi cháu ăn đâu, mẹ cháu vội, mẹ cháu đứng ở trên đường nhá. Đứng trên nhà? Vâng. Rồi thế vào chú lấy túi các thứ xong là chú đưa cháu lên trên xong rồi cháu đi về nhá. Vâng. Rồi bữa nào rảnh rảnh thì về thăm chú sau nhá. Vâng. Ừ. Anh ngồi đây nhá. Vâng. Để chú đi lấy đồ xong là chú đưa cháu lên trên. Thế chú đưa cháu đi lên trên xong là đi cùng mẹ về nhá. Vâng. Đi xong là khi nào về thăm chú xong nhá. Ừ. Nhá. Chú đưa cháu đi. Đi thì cố gắng nhá. Vâng. Cố gắng học xong là thời gian thì về thăm chú sau. Chào mẹ. Chú ơi, mẹ cháu đây rồi. Chú ơi, mẹ cháu đây rồi. Cháu đi về rồi.
Ừ, thế đi về cẩn thận nhá. Vâng. Đây đi đổ muối vào đi. Đổ muối vào xong rồi đi về thôi. Xong xe xong rồi đi về cẩn thận nhá. Cố gắng học nhá. Vâng. Một trái to đấy, một to đấy. Hết sạch. Trồng một rổ. Ta phải trồng muối. Dầu dệt.
rau muống tốt. Điều này không tốt đâu. Ui, lấy bằng này để bị bán luôn.
năm dưa à? Vâng, mấy dưa ủng hộ em chị ơi, có rau muống với lại dưa luôn. Một cân dưa với rau muống à? Dưa này chị nhặt hay em nhặt đâu? Cái bó rau này 5.000, cái này là dưa 5.000 nữa mình. Xin nhé. Lấy dưa em, lấy dưa của anh đi, có lấy dưa không? Lấy dưa với em. Một dưa à? Anh ơi, chọn dưa đẹp một chút đi. Vâng, anh chọn dưa đẹp luôn. Em lấy một cân đúng không? Của em một cân nhé. Anh xin chứ. Anh lấy gì ạ? Lấy một bó rau ạ. Bó rau à? Đợi em chút ạ. Anh thấy cho một cân dưa nữa. Một cân dưa nữa à? Vâng, đợi em chút nữa. Anh lấy một cân à? Rồi. Anh lấy cái to này nhé, cái gì đem của anh một cân rau 5.000, một cân dưa 5.000 nữa là 10.000 nhé. Em xin nhé. Dưa bao tiền á? Anh lấy dưa. Dưa của em 1 cân 5.000. Dưa này. Cả bó rau này, hết luôn. Có không đủ 1 cân đâu. Anh lấy em, dưa. Dưa này em tặng anh rồi. Anh lấy này em lấy 5.000. 5.000 nữa. Ba tiền đấy. 5.000 anh ạ. Em gửi anh ạ. Gà này để trứng rồi à?
con nào đẻ ấy nhỉ? Thế là con mẹ kia rồi. Đi làm cái tổ đó. Cái còn nhiều ạ. Ô, lấy cái rổ này làm tổ ấy nào. Đi hái cái lá đấy, xong rồi cho vào đây, cho nó ra đếp đẻ. Thank you.